Thời buổi ngày nay việc ra ngoài ăn trưa trở nên bất tiện vì giá cả, không hợp khẩu vị và vệ sinh an toàn thực phẩm. Các chị em tự mang cơm trưa văn phòng trở thành xu hướng ngày càng được ưa chuộng. Hộp đựng đồ ăn trưa lúa mạch sẽ rất phù hợp để có một bữa ăn thật vệ sinh, sạch sẽ và ngon miệng. Hộp đựng cơm được tạo nên từ bột lúa mạch tuyệt đối an toàn cho sức khỏe, có thể sử dụng cho lò vi sóng. Thiết kế 3 ngăn giúp cho bạn có thể để đủ món ăn mang đi. Hộp cơm đã bao gồm cả thìa và đũa. Bạn có thể mua thêm cốc canh và túi đựng hộp cơm. Nhiều màu sắc tươi sáng, hài hòa, phù hợp cho cả bạn nam và nữ. Bạn hãy xem các tình yêu đánh giá về sản phẩm này như nào nhé. Xịn lắm mọi người à, nên mua nha, rất tiện lợi. Chất liệu hộp dày dặn, sờ vào đã thấy thích rồi, màu sắc đẹp, trang nhã. Shop hộp hàng siêu kỹ làm móc muốn thuộc thích áp luôn. Hàng ok đẹp, có đầy đủ phụ kiện shop đóng gói khá chắc chắn 3-4 lớp. Bạn thấy thích bộ hộp cơm này thì hãy lên đơn hàng ngay hôm nay nhé. Cạnh đó, USA Store còn trên 2.000 sản phẩm thú vị nữa các bạn ạ. Khi gom mua nhiều một lần, bạn còn được rẻ phí vận chuyển và áp dụng voucher của shop. Các bạn ghé thăm shop để chọn thêm mặt hàng vỏ giỏ nhé. Nghĩ đến mua sắm, nghĩ đến USA Store.